Chào anh em. Cùng một cái chủ đề là trong cái mức giá 810-820 triệu, nên chọn Innova Road 8 chỗ hay là Toyota Road 5 chỗ? Thái Lớn đã lên clip phần 1 rồi, với những cái góc nhìn như là thiết kế form dạng, động cơ tiết kiệm nhiên liệu hay không, rồi số chỗ ngồi, rồi nguồn gốc. Chắc có lẽ là chưa đủ thông tin nên anh chị chưa đặt cọc nhiều, đúng không? Hôm nay Thái Lớn tiếp tục phần 2, so sánh sâu hơn, chi tiết hơn về động cơ vận hành của hai chiếc xe này khác nhau cái gì. Option, đặc biệt là cái này có bao nhiêu option Toyota Road hơn, rồi an toàn cũng vậy, rồi độ êm dịu, độ êm ái, hệ thống treo của nó như thế nào. Mời các bạn cùng theo Thái Lớn. Hy vọng clip này lên cái ký phà luôn nha. Động cơ vận hành Innova được trang bị động cơ 2.0 172 mã lực max tại 6.600 dòng phút và sức kéo của nó 205 Nm tại 4.000. Wow, hứa hẹn cho một cái khả năng tăng tốc vận hành ở cái chớn ga đầu rất tốt luôn. Hơn nữa thì anh này còn được trang bị lẫy số vô lăng. Toàn là điểm cộng so với lại Toyota Road, không giá thì rẻ hơn 10 triệu nữa chứ. Hơn nữa, nếu như bạn chọn công nghệ động cơ và hộp số mới của Innova, rất là tiết kiệm nhiên liệu, chỉ trung bình hỗn hợp chỉ 7,2 lít trên 100 cây. Mà nếu bạn muốn tiết kiệm hơn ha, có chế độ Eco nè, những Eco chắc có khi nó còn tiết kiệm hơn nữa. Chỉ số tiết kiệm nhỏ nhất mà trên cái tem công bố là có 6,3 lít. Xe nặng 1.575 kg và chở 8 người. Ok ha. Trong khi đó, Toyota Road thì không có chế độ Eco, cũng không có chế độ Power gì hết. Không có thêm sự lựa chọn về khả năng vận hành, không có thêm sự lựa chọn về lẫy số vô lăng. Đó là hai điểm trừ của Toyota Road. Và nhân đây cũng công bố các bạn luôn, công suất cực đại của động cơ 1.8 này là 138 mã lực tại 6.400 dòng phút. Trong khi đó, cái sức kéo của nó là cũng rơi vào tầm 170 Nm tại khoảng 5.000 mấy 6.000, hay lớn quên rồi. Tiêu hao nhiên liệu tốt nhất của nó là 6,1 lít trên cái trọng lượng bản thân của nó là 1.360 kg. Bù lại phần 2 là phần so sánh về option. Tại phần này bạn sẽ thấy Toyota Road có nhiều ưu thế. Thái Lớn sẽ đi từ ngoài vào trong. Thứ nhất là cốp điện cả hai đều có, nhưng với Toyota Road thì lại có thêm đá cốp. Nói về mâm là điểm nổi bật thứ hai. Cả hai phiên bản đều sẽ có cảm biến áp suất lốp, nhưng Toyota Road mâm 18, trong khi đó Innova Road là mâm 17. Điểm thứ ba về option mà Toyota Road hơn, đó là gạt mưa tự động. Thứ tư là có một cái đồng hồ táp lô, một cái màn hình nét và nhiều thông tin, nhìn rất đẹp và sang trọng. Điểm thứ năm là cái màn hình thì có thể là kích thước bằng nhau, nhưng bên trong của nó thằng Toyota Road có kết nối điện thoại không dây, tức là Apple CarPlay hoặc Android Auto không dây. Và điểm thứ sáu là có cửa sổ trời toàn cảnh panorama, cửa trần toàn cảnh panorama. Còn trên Innova Road, máy xăng thì gạt mưa thường, không có auto, tuy nhiên cũng có chế độ intermittent, cũng hay gạt mưa. Có cái đồng hồ thì kiểu đồng hồ này là vừa đồng hồ kim mà vừa đồng màn hình. Các bạn xem lại coi, các bạn thấy màn hình đồng hồ này có chắc chắn là không đẹp bằng cái Road kia rồi, nhưng mà cũng không quá tệ, đúng không? Màn hình thì cũng có màn hình và cũng có Apple CarPlay, nhưng tuy nhiên phải cắm dây. Rồi cũng có cổng sạc Type-C giống như bên kia, cũng máy lạnh tự động. Còn trần thì ở đây xài trần kín luôn. Bù lại ở đây có hai cái đèn trần, bù lại ở đây có được hơn hai cái đèn trần ban đêm, nhìn cũng sang. Nhìn chung có option thì không bằng rồi đó, nhưng mà nó hơn cái được là ba ghế, mẫu mã nó mới hoàn toàn, kia là minor change. Bạn sẽ chọn cái nào? Chọn thêm ba ghế đi gia đình hay chọn có option bên kia? Nếu chưa chọn được
tiếp tục góc nhìn thứ ba. À mà quên nữa, các bạn chọn xe nào không biết nha, nhưng mà nếu chọn cho Toyota nhớ ưu tiên ủng hộ cho nhóm Thế Lớn nha. Dàn nắng quay phim cực khổ lắm đó. À, thôi nói vui chút xíu, quay trở lại góc nhìn thứ ba mà Thế Lớn muốn offer cho các bạn, đó là góc nhìn về an toàn. Ngày nay khi đi một chiếc xe, chủ nhân nào cũng muốn bản thân và gia đình mình có xe được trang bị an toàn. Về hệ thống an toàn giữa Innova Rose và chiếc Toyota Rose này thì những cái cơ bản như là hẳn phanh đĩa nè, ABS nè, OBD, BA, TRC, VC là có đầy đủ hết. Rồi các cảm biến gốc, camera lùi, cảm biến lùi, những cái đó thì rất là cơ bản rồi, cũng tương đối là hiện đại và cơ bản rồi, có hết. Nhưng anh Toyota Rose này hơn cái là có gói an toàn Toyota. Với gói an toàn Toyota của Toyota Rose thì Thế Lớn chỉ nhắc lại thôi, cái này đã review quá nhiều và cũng test thử cho các bạn rồi, thì sẽ giúp cho các bạn như là có bốn cái tính năng rất là đặc biệt, đó là cảnh báo tiền va chạm BCS, rồi cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo lệch làn đường LTA, rồi điều khiển hành trình thích ứng Cruise Control DRCC đây, rồi có cái bật tắt đèn pha tự động khi mà gặp phản chiếu của xe đối diện, xe nó sẽ tự động bật tắt đèn pha, khá là hay. Ngoài ra an toàn của Toyota Rose không chỉ hơn cái đó mà còn có hơn hai cái tính năng hỗ trợ lái tương đối là hiện đại và cao cấp, mang tính công nghệ, đó là trên cái gương của nó có cảnh báo điểm mù trên gương, cảnh báo va chạm cắt ngang khi lùi. Còn trên Innova Rose máy xăng này thì chưa có an toàn Toyota, phiên bản xăng điện mới có. Những cái tính năng an toàn cơ bản khác như là 6 túi khí thì Thế Lớn nghĩ cũng không tệ. Có hỗ trợ lái như là camera 360, cảm biến gốc, cảm biến lùi. Thế Lớn nghĩ tính năng hỗ trợ lái trong cái xe cồng kềnh như vậy cũng quá tốt rồi, không tệ. Như vậy, nếu chỉ nhìn riêng về cái góc nhìn an toàn thì tùy theo kinh nghiệm lái và nhu cầu của các bạn để các bạn đánh đổi và chọn lựa nhé. Và góc so sánh thứ tư là nói về độ êm ái, tức là liên quan tới cách âm, và độ êm dịu liên quan tới phần gầm. Cả hai phần này thì riêng chiếc Rose Thế Lớn chạy nhiều, cách âm nó rất là ok so với cái mức giá của nó, tuyệt vời. Nhưng với chiếc Innova này Thế Lớn chỉ chạy vòng vòng trong sân thôi, chưa có điều kiện trải nghiệm. Phản hồi ngược lại của những khách hàng đã chạy thì cách âm xe Innova khách hàng cũng khen là tốt trong tầm giá của nó. Còn về độ êm dịu, tức là phần gầm của nó, thì trước trang bị là mắt phân xanh độc lập, phía sau là bán phụ thuộc là xài dầm xoắn. Khác với là Innova đời trước, đó là xài đa điểm. Điều này hơi đáng tiếc ha, dẫn động là cầu trước cũng là cái điểm khác thứ hai. Nói chung phần gầm của hai thằng này thì về mặt kỹ thuật là ngang nhau, chỉ khác nhau về mặt độ to nhỏ của kết cấu, về trọng lượng xe với là kích thước xe nó thay đổi thôi. Thế Lớn cũng chưa chạy cho nên chưa đánh giá hết phần êm dịu này, nhưng hầu hết các khách hàng đã chạy nhiều và quay trở lại bảo dưỡng thì đều đánh giá cao cái phần này. Khi đi trong phố chạy rất êm ái, lên cao tốc chạy chuyển làn nào kia thì cũng bám được. Nói tóm lại là phần êm dịu là êm ái, Thế Lớn đánh giá có thể là cho là ngang nhau. Thế Lớn sẽ tranh thủ lái thử trải nghiệm nhiều cái xe Innova này rồi sẽ review cho các bạn trong thời gian sắp tới. Như vậy đến đây có thể nói so sánh và chọn lựa một trong hai chiếc xe này thì nó theo cái chân dung khách hàng nhiều hơn. Với Toyota Innova Rose thì có lợi thế về khả năng vận hành, động cơ hợp số, rồi số chỗ ngồi. Và Toyota Rose 2024 kể cả bản xăng điện được trang bị option an toàn thiết kế. So với mức giá của nó là mức giá niêm yết 820 là rẻ hơn 40 triệu so với mức giá niêm yết trước đây, nâng cấp lên quá trời. An toàn có thể nói nhất phân khúc. Nếu các bạn đi ít người và các bạn cần một chiếc xe nó đầy đủ tính năng, đầy đủ an toàn thì đây là một chiếc xe không thể nào không cân nhắc trước khi quyết định so với các đối thủ như là Mazda CX-5 hay là Kia Sportage vân vân, Honda HR-V. Còn một khi bạn là người hướng về gia đình hoặc là vì công việc, vì công ty đi đông người thì Toyota Innova Rose là một sự chọn lựa hiệu quả và mang tính hiệu dụng cao, công năng cao, khó mà phải rời xa em nó.
Nếu mà nhớ lại luôn thêm 4 cái góc nhìn mà trong clip phần 1 Thái Lớn đưa ra như nguồn gốc, thì Thái Lớn nghĩ hai hàng này đều nhập khẩu, có hàng Thái, hàng Indo không quan trọng. Rồi động cơ vận hành thì tiêu hao nhiên liệu thì ngang ngang nhau, cũng có thể gọi là bằng nhau. Rồi kiểu dáng, form dạng thì cái đó hiểu, tùy theo gu thẩm mỹ hay là nhu cầu của mỗi người. Tóm lại hết, sau khi xem hai clip phần 1, phần 2 Toyota Innova Cross và Toyota Cross so sánh, chọn lựa, thì không biết bạn có góc nhìn nào khác ngoài 8 góc nhìn tất cả mà Thái Lớn đưa ra. Xin vui lòng comment để Thái Lớn cùng đàm đạo, tham khảo và học hỏi. Trong trường hợp anh chị có nhu cầu mua xe và cần biết giá lăn bánh thì sau đây là bảng báo giá lăn bánh mà Thái Lớn tạm tính tại thời điểm quay. Trong trường hợp anh chị có nhu cầu thì liên hệ tại thời điểm anh chị xem nhé. Chương trình khuyến mãi luôn luôn có. Toyota Innova Cross máy xăng 100%, giá niêm yết 810 triệu, xong xuôi lăn bánh biển Hồ Chí Minh 920 triệu, trả trước 335 triệu. Toyota Innova Cross xăng điện giá niêm yết 990 triệu, xong xuôi lăn bánh Hồ Chí Minh 1 tỷ 116 triệu, trả trước 280 triệu nhận xe. Và bên cạnh đó là Toyota Cross 2024 với phiên bản máy xăng niêm yết 820 triệu, xong xuôi giấy tờ lăn bánh 926 triệu, trả trước 270 triệu. Và bản xăng điện 905 triệu, lăn bánh Hồ Chí Minh 1 tỷ 020 triệu và số tiền trả trước là 925 triệu. Thái Lớn xin đại diện nhóm của mình xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau hay và bổ ích hơn. Nếu anh chị có nhu cầu làm nội dung nào khác cũng xin vui lòng comment lên dưới để Thái Lớn xem, Thái Lớn chuẩn bị kịch bản và quay cho anh chị xem. Bye bye. You.